Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Vài ngày sau, Mặc Giáo bị đánh cho không kịp trở tay, vội vàng giữ vững địa thế, chỉ có thể cố thủ trận địa trên vị trí gần Mặc Giáo khống chế. Ở giữa có một khu vực hòa hoãn, một tòa thành Phúc An nhỏ. Thần chủ của thành Phúc An, thần du cảnh tầng 1, thành chủ đại nhân, không hay rồi, đại quân của Quang Minh thần giáo đã gần thành Phúc An rồi. 10 năm nay, lợi ích mà Mặc Giáo cho ta không ít, cái tên mạo danh thánh tử đó cũng chết rồi, xem ra ta cần phải đưa ra lựa chọn là tiếp tục ra sức cho Mặc Giáo hay là lương nhờ Quang Minh thần giáo đây. Lão gia, trước đó người nói là ai bị giết? Một tên giả mạo thánh tử của thần giáo bị mấy vị kỳ chủ bắt tay chém rồi, hình như tên là Dương Khai hay gì đó, ta có thể xem được không? Đây là đồ của người tu hành, ngươi chưa tu hành qua, không nhìn thấy được bên trong đâu, ngươi không thể nào, hắn không thể nào chết như vậy được, sao hắn có thể chết như vậy được chứ, muốn chạy trốn. Tha mạng, đại nhân, ngươi nói, thánh tử giả đó chết rồi. Đại nhân, thuộc hạ không biết, thuộc hạ cũng là mới nhận được tình báo, vẫn chưa kịp kiểm chứng, ngươi có biết ta là ai không? Thuộc hạ chỉ là có một vài suy đoán, rất tốt. Xem ra ngươi cũng là một người thông minh thì nên làm chuyện thông minh. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sắp xếp người đi điều tra thật giả của tin tức này, nhất định sẽ cho đại nhân một câu trả lời chính xác ngay đầu tiên. Đi đi, đa tạ đại nhân. Dương Khai, người lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng chết như vậy được chứ? Ta không tin, ta muốn đích thân đi điều tra. Không hay, có người tới. Thành chủ đại nhân bị giết rồi. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Huyết Cơ, ngươi tới rồi. Ta hỏi ngươi, nếu như có một ngày ngươi đột nhiên phát hiện tất cả những gì bên cạnh bản thân đều là giả dối, thậm chí thế giới mà ngươi sống đều không phải như ngươi nghĩ, ngươi sẽ làm thế nào?